Có một điều rất là tức, mỗi lần cầm cái điện thoại lên quay, cái bắt đầu á nó không có âm thanh, buộc lòng phải lồng tiếng. Thì hôm nay á là nè, cho mọi người xem con Lucky và cái con Lucky là con Yến đó. Là hai chị em nó đang giành một cái chân vịt tôi order về đó mọi người. Mà con gái của tôi nó lại thèm. Tôi chỉ ăn được một cái duy nhất thôi. Bây giờ á, gái cưng của tôi là nó ăn ba cái rồi đó mọi người. Nó thấy nó thèm chưa? Thèm thôn chứ. Rồi con nhỏ chị nó nhay, nó đút, nó giật, nó đút, nó giật, nó đút, nó giật hoài. Nó làm cho nhỏ đứng thèm thuần chưa? Trời ơi, mày cho nhỏ ăn chưa? Nè, nó cắn rồi nó giật. Nó cắn rồi nó giật. Làm cho nhỏ thèm. Nhỏ ăn sương sương mới có ba cái chứ nhiều. Họ nó nghe cái mùi này nè. Cái mùi của cái chân vịt này nó ghiền mọi người. Nó ghiền khủng khiếp luôn. Nó cắn cái bọc lủng luôn. Rồi buộc lòng phải cho nó ăn thôi chứ sao.